trong cái thời gian mà ở Việt Nam thì Donsa cũng đã làm từ thiện được 10 năm rồi, và chủ yếu là Donsa cũng có quan tâm đến những trẻ từ thiện, những trẻ tàn tật. Vậy thì chị là một người quản lý của một trường mầm non, thì tại sao chị lại muốn giúp đỡ những trẻ thiệt thòi? Thực ra là mà nói trường hệ thống Jesus Kids thì vì có mang tính chất quốc tế và có chương trình quốc tế ở trong đấy, thành ra là cái chương trình nó dành cho con em từ có thu nhập cao hơn một chút. Thực tế là cho nên là những khi tôi cũng thật sự là chạnh lòng khi nghĩ đến những đứa trẻ mà kém may mắn hơn. Nếu tôi có thể làm được cái việc gì đấy cho những đứa trẻ kém may mắn thì tôi đều sẵn sàng để làm. Thưa chị Hà, là cái việc mà sử dụng hạt nhựa thông minh Hama sản xuất từ Đan Mạch như là một cái đồ chơi giáo dục để trẻ có thể sáng tạo và có cơ hội được làm từ thiện, thì đây cũng là một cái hoạt động mà Donsa đã phối hợp với trường Just Kids. Chị nghĩ thế nào về cái cách tiếp cận này để có thể giúp đỡ các cái trẻ em trong cộng đồng? Khi mà Donsa đưa ra cái ý tưởng này để thực hiện ở đêm trung thu của Just Kids thì tôi đã thấy ngay đấy là một ý tưởng cực kỳ là hay, và thực tế là đã cho chúng ta thấy là đêm trung thu với cả cái hạt màu kỳ thú này đã diễn ra rất là tốt đẹp, và trẻ con thực cực kỳ là hứng thú. Cái lợi ích ở trong này nó có rất là nhiều lợi ích. Cái thứ nhất là những đứa trẻ khi mà được chơi những cái này thì thứ nhất là rất là vui. Cái thứ hai là chúng giúp phát triển cái trí óc sáng tạo của đứa trẻ. Cái thứ ba nữa là chúng giúp cho đứa trẻ có những cái kỹ năng khéo léo, những kỹ năng vận động tinh. Và bên cạnh đó là phát triển một cái tố chất vô cùng quan trọng ở trẻ nhỏ, đấy là sự kiên nhẫn. Chúng nó phải sự kiên nhẫn, rất là kiên nhẫn để ngồi xếp những cái hình như thế này, như thế kia, và để làm ra được một cái hình mà theo đúng ý thích của chúng nó. Bên cạnh đó thì khi những đứa trẻ đấy cũng có những cái quyền lợi như thế mà lại đem lại những lợi ích cho những đứa trẻ kém may mắn hơn thì tôi nghĩ là giá trị được thêm đôi. Và tôi cũng được biết là hạt màu của Hana là sản xuất tại Đan Mạch, và tất cả mọi chất lượng, chứng chỉ chất lượng đều được công nhận, cho nên là chúng tôi cũng tin tưởng để mà cho sử dụng trong trường học, tại vì cái an toàn của trẻ khi chơi là cái mục tiêu hàng đầu. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Cô Hà.